Các bạn thân mến, ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này. Và chị nghĩ rằng là đây sẽ là một phần phát trực tiếp vô cùng cảm xúc của chúng mình. Bởi vì từ ngày hôm nay, chị Hiên lại bắt đầu quay trở lại cùng với các bạn ở trong một chuyên mục vừa lạ vừa quen. Lạ, quen là vì chúng ta vẫn tiếp tục gặp nhau trong một không gian buổi tối hơi muộn một chút như thế này. Nhưng lạ ở chỗ là ngày hôm nay chúng ta lại được cùng với chị nghe những bài văn hay. Mà chị tin rằng là sau khi mà chúng ta nghe được những bài văn hay như vậy thì biết đâu là các bạn cũng sẽ có thêm những ý tưởng cho chính bản thân mình để viết được những bài văn hay hơn nữa thì sao nhỉ? Thế nên ngày hôm nay chị rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong một chuyên mục mang tên là Mỗi bài văn hay, một bài văn hay mỗi ngày. Và hy vọng là các em sẽ yêu thích chuyên mục này hơn các bạn nhé. Chị đã thấy rất nhiều bạn gửi lời chào tới các bạn chị đã thấy các bạn, rất là nhiều bạn gửi lời chào tới chị rồi. Nhưng mà thôi nhỉ, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại luôn nhá. Chị chăm quá à, ngày hôm nay chị đã dậy mấy ca rồi đấy. Nhưng mà bây giờ thì chị vẫn nghĩ là chị cần quay trở lại cùng với các bạn để vỗ nhẹ những tâm hồn còn đang hoang hoài ở ngoài kia với những ước mơ của mình. Nhưng mà vẫn còn cảm thấy là ôi sao mình vẫn còn kém môn văn thế. Và chị ở đây để cùng gọi là chia sẻ và đọc cho các bạn nghe những bài văn hay. Ok không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với chị luôn nhá. Các bạn thân mến, có lẽ là trong số những tác phẩm văn xuôi của chương trình ngữ văn lớp 12, các bạn sẽ dành sự yêu mến cho rất là nhiều những cái tác phẩm khác nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái đề bài mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái bài văn hay này, đề bài của chúng mình sẽ như thế này, được không ạ? À, trong chương thơ Đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết: trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Khi hai đứa cầm tay, đất nước trong chúng mình hài hòa nồng thắm. Khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn to lớn. Mai này con ta lớn lên, con sẽ mang đất nước đi xa, đến những tháng ngày mơ mộng. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Còn trong thi phẩm Sóng thì nhà thơ Xuân Quỳnh viết: làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ, giữa biển lớn tình yêu, để ngàn năm còn vỗ. Anh chị hãy nêu cảm nhận về khát vọng hóa thân hòa nhập được thể hiện ở trong hai đoạn thơ, từ đó nhận xét về mối quan hệ giữa tình cảm cá nhân và tinh thần cộng đồng, dân tộc. Các bạn thân mến, đây sẽ là đề bài mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu. Và chị sẽ đọc cho các bạn nghe một bài văn mẫu. Đây là bài văn của bạn Mỹ Linh, là một trong số những bạn học sinh lớp online của chị. Được không nào? Bây giờ chị sẽ đọc bài văn của bạn ấy cho các bạn nghe nhá. Ok không? Chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau nhá. Bài văn của bạn ấy như thế này. Rồi. Đối với tôi, văn chương là một thế giới gì đó rất diệu kỳ. Vừa thực, là vừa không thực. Vừa đời, lại vừa không đời. Vừa đẹp, lại vừa không đẹp. Nhưng chắc chắn là có một sức mạnh rất lớn lao đối với việc thay đổi cảm xúc, tư tưởng của mỗi con người. Trong những năm tháng bom rơi đạn nổ, có những người nghệ sĩ vừa chiến đấu trên mặt trận, vừa miệt mài làm thơ. Có những người nghệ sĩ vừa năng nổ tham gia công việc hậu phương, cũng đồng thời miệt mài sáng tác. Hai tác giả tôi muốn nhắc tới là Nguyễn Khoa Điềm và Xuân Quỳnh. Thoạt đầu sẽ rất khó để tìm ra một sự tương đồng giữa hai tác giả này, cho tới khi tôi đọc được và tìm hiểu về trích đoạn Đất nước và bài thơ Sóng. Thì ra, giao điểm của đại đa số những người nghệ sĩ trong những năm tháng của cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt chính là sự hòa nhập của tình yêu cá nhân và tình cảm cộng đồng. Điều này được thể hiện rất rõ qua hai đoạn thơ. Trong anh và em hôm nay
cho tới làm nên đất nước muôn đời, và làm sao được tan ra cho đến để ngàn năm còn vỗ. Chúng ta có thể thấy rằng là với cái đề bài này thì bạn Mỹ Linh đã đưa ra một cái cách mở bài cực kỳ là mới lạ, đúng không ạ? Không phải là một cái cách truyền thống giống như chúng mình vẫn thường nghĩ là phải đi từ tác giả, phải như thế này, phải như thế kia. Chị xin được một lần nữa đọc lại phần mở bài của bạn Mỹ Linh để cho các em được tham khảo như sau. Đối với tôi, văn chương là một thế giới gì đó rất diệu kỳ, vừa thực lại vừa không thực, vừa đời lại vừa không đời, vừa đẹp lại vừa không đẹp. Nhưng chắc chắn là có một sức mạnh rất lớn lao đối với việc thay đổi cảm xúc tư tưởng của con người. Trong những năm tháng bom rơi đạn nổ, có những người nghệ sĩ vừa chiến đấu trên mặt trận, vừa miệt mài làm thơ. Có những người nghệ sĩ vừa năng nổ tham gia công việc hậu phương, cũng đồng thời miệt mài sáng tác. Hai tác giả tôi muốn nhắc tới là Nguyễn Khoa Điềm và Xuân Quỳnh. Thoạt đầu sẽ rất khó để tìm ra một sự tương đồng giữa hai tác giả này, cho tới khi tôi được học và tìm hiểu về trích đoạn đất nước và bài thơ xong. Thì ra, giao điểm của đại đa số những người nghệ sĩ trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt chính là sự hòa nhập của tình yêu cá nhân vào tình cảm cộng đồng dân tộc. Điều này được thể hiện rất rõ qua hai đoạn thơ. Trong anh và em hôm nay, cho tới làm nên đất nước muôn đời, và làm sao được tan ra cho tới để ngàn năm còn vỗ. Đó là mở bài. Chúng ta cùng tiếp tục đến với phần thân bài các em nhé. Như sau ạ. Nếu Nguyễn Khoa Điềm là một trong số những đại diện tiêu biểu của thế hệ nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, với lối thơ luôn có sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng, giữa chất chính luận với tính triết luận, thì Xuân Quỳnh lại là một cây bút nữ chuyên viết về đề tài tình yêu, là người phụ nữ sinh ra để yêu và làm thơ. Một trong số những tác phẩm thành công để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc của hai tác giả này phải kể đến là trích đoạn đất nước trích trong Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng và bài thơ Sóng. Ra đời năm 1967, thì phẩm Sóng đem đến một tiếng thơ tình ấm áp, ngọt ngào mà mãnh liệt, mạnh mẽ. Cũng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ gian khổ, Nguyễn Khoa Điềm đã cho ra đời tác phẩm Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng và tiêu biểu là trích đoạn đất nước, để góp thêm tiếng thơ hay về đất nước, để lay động và thức tỉnh ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước. Nguyễn Khoa Điềm có viết trong những an thơ của mình: trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Khi hai đứa cầm tay, đất nước trong chúng mình hài hòa nồng thắm. Khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn to lớn. Tác giả đã có những cảm nhận rất sâu sắc về đất nước. Đất nước không ở đâu xa mà hiện diện trong mỗi chúng ta. Trong anh, trong em, trong mọi người đều có một phần đất nước. Để rồi khi chúng ta cầm tay mọi người thì đất nước vẹn tròn to lớn. Một đất nước lớn lao cao cả thiêng liêng. Và cũng chính đất nước đã gắn kết một cuộc đời, dân tộc là nơi dân mình đoàn tụ. Cách cảm nhận của Nguyễn Khoa Điềm gắn kết tạo mối quan hệ thân thiết giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa cái riêng với cái chung, và lớn hơn là cả các thế hệ với nhau. Như vậy, đất nước được cụ thể hóa bằng những hình ảnh gợi cảm mà ẩn sâu trong đó là lời kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc. Ngoài ra, đó cũng là lời nhắc nhở về ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Giọng thơ thiết tha, sâu lắng với tiếng gọi em ơi em, như một hình thức tâm tình của đôi lứa yêu nhau, tạo ra những lời thơ bay bổng, thấm thía, mà cũng chính là lời tự nhủ, lời tự dặn chính mình. Nguyễn Khoa Điềm đã thơ hóa những vấn đề chính trị, khiến cho tính chính luận không hề khô khan, không còn mang màu sắc giáo huấn, mà là lời tự nhủ, tự dặn chân thành xuất phát từ trái tim. Tác giả đã đưa ra những cảm nhận sâu sắc mới mẻ về đất nước trong câu thơ: đất nước là máu xương của mình. Có những tượng đài bất tử về đất nước xuất hiện trong thi ca, nhưng khi nói đất nước về đời người
thì có lẽ chỉ có Nguyễn Khoa Điềm. Đất nước không ở đâu xa, đất nước hóa thân kết tinh hiện diện trong sự sống, cuộc đời của mỗi người. Chính vì thế, nghệ thuật điệp cấu trúc phải biết đã nhấn mạnh khắc họa, đã nhấn mạnh khắc sâu ý thức về trọng trách của mỗi người. Tuy nhiên, với lời thơ ngân vang, giọng thơ tha thiết, tác giả đã khiến cho người đọc cảm thấy rằng đây không phải là mệnh lệnh mà chính là tinh thần tự giác một cách cao nhất. Mệnh lệnh từ trái tim của những người biết yêu thương tha thiết, nhưng cũng rực lửa căm thù. Hàng loạt những động từ gắn bó, san sẻ và hóa thân xuất hiện dồn dập với mức độ tăng tiến, lại càng khơi dậy khát vọng lý tưởng sống, lẽ sống cao đẹp đối với đất nước. Phải biết công hiến hy sinh, phải hóa thân vào giám hình xứ sở, quê hương đất nước để tạo nên một phần đất nước trường tồn đến ngàn đời sau. Tới đây, ta chợt nhớ đến tình cảm của Xuân Diệu, một tình yêu tổ quốc tột cùng tồn tại nơi dòng huyết chảy. Tình yêu tổ quốc là đỉnh núi bờ sông, đến tột cùng cũng là dòng huyết chảy, đến tột cùng là dòng huyết chảy. Cũng là tình yêu cá nhân góp phần tạo nên tình yêu to lớn, tình yêu dành cho đất nước. Nữ sĩ Xuân Quỳnh đã góp một tiếng thơ độc đáo. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ, giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Xuân Quỳnh đã khao khát hóa thân thành sóng, dù chỉ là con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu rộng lớn. Nghệ thuật tương phản giữa hình ảnh con sóng nhỏ và biển lớn tình yêu, nhưng lại làm nổi bật mối quan hệ tương sinh sâu sắc giữa cái chung và cái riêng, giữa cá nhân nhỏ bé và cộng đồng rộng lớn. Chính biển lớn tình yêu là môi trường, là điều kiện để mỗi cá nhân tồn tại. Mỗi cá nhân nhỏ bé chỉ thực sự tồn tại có ý nghĩa khi ở trong cuộc đời, trong tình yêu lớn lao và cao cả. Như vậy, có thể hóa thân thành sóng, thì dù là con sóng nhỏ thì tình yêu đó mới thực sự trường tồn, bất tử với thời gian, mới có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đặt khát vọng của Xuân Quỳnh vào những năm 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt, những cuộc chia ly màu đỏ ở bến nước Cốc Đa hay những bến ga tàu hỏa, cả thế hệ cùng nhau ra trận, cả dân tộc vươn mình thành dũng sĩ, và những con người đang độ tuổi 20 cùng nhau lên đường hòa nhập vào cuộc sống lớn của đất nước, dân tộc, cùng hiến dâng hy sinh tình yêu bé nhỏ của mình cho tình yêu lớn lao của cuộc đời, thì người đọc lại càng hiểu được vẻ đẹp và ý nghĩa sâu sắc của khát vọng của Xuân Quỳnh. Tứ thơ trong bài thơ đã có sự vận động song hành giữa sóng và em. Hành trình của sóng bắt đầu từ sông đổ ra biển, để rồi vươn tới biển lớn của tình yêu. Hành trình của tình yêu nơi em đi từ những điều bình dị nhỏ bé và riêng tư, vươn tới cái bao dung cao cả mang cái giá trị vĩnh hằng của cuộc đời. Ý thơ vừa suy tư, vừa nồng nàn da diết, vừa đắm say hướng người đọc về một tình yêu cao cả và đẹp đẽ, vượt lên trên cái hữu hạn của thời gian đời người để bất tử trường tồn với thời gian. Thậm chí tình yêu to lớn vĩnh cửu của Xuân Quỳnh cũng được thể hiện qua những câu thơ. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Trích đoạn đất nước và tác phẩm sóng đều được ra đời khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra đầy cam go quyết liệt. Chính bối cảnh đó đã thúc đẩy khát vọng hóa thân tình cảm cá nhân và tình cảm to lớn, tình cảm cộng đồng. Tuy nhiên, đất nước là lời nhắn nhủ anh và em về tinh thần tự nguyện hiến dâng công hiến vì tổ quốc. Anh và em ở đây có thể hiểu là hai người đang yêu nhau, có thể là tiếng gọi anh và em giữa những người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Còn sóng lại là khát khao hòa nhập của người phụ nữ đang yêu, khát sống và khát yêu. Bên cạnh đó, những dòng trường ca như lời thủ thỉ tâm tình nhẹ nhàng mà thấm thía của Nguyễn Khoa Điềm muốn gửi gắm tới độc giả, hay cụ thể là thế hệ thanh niên miền Nam lúc bấy giờ với ý thức trách nhiệm của cả một thế hệ. Đến với khổ thơ, trong bài thơ Sóng, ta lại bắt gặp một hồn thơ da diết, đầy khao khát, một hồn thơ mang tính cách cá nhân của người phụ nữ sống trong bom đạn nổ, sống trong thời bom rơi đạn nổ và cũng luôn mang trong mình khao khát, yêu mãnh liệt. Chính vì ra đời trong những năm tháng bom đạn ác liệt của dân tộc, hai thi phẩm đã gửi gắm những thông điệp vô cùng tích cực và nhân văn tới thế hệ trẻ.
cống hiến hy sinh hết mình vì một đất nước trường tồn vĩnh cửu. Với hai phong cách sáng tác độc đáo, Nguyễn Khoa Điềm và cả Xuân Quỳnh đã đem đến hai tiếng thơ mang dấu ấn riêng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Nguyễn Khoa Điềm với chất thơ trữ tình chính trị đã viết lên những lời thơ như lời thủ thỉ tâm tình, nhưng vẫn mang trong đó là tính chất triết luận, là tiếng nói của cả một thế hệ. Còn với Xuân Quỳnh, dù là trong thời kỳ bom rơi đạn nổ, nhưng với ngòi bút bất tuân theo những quy luật của nghề thơ, thì mạch thơ của Xuân Quỳnh cứ thế mà tuôn chảy, cứ thế mà giải bày những gì riêng tư nhất, những gì muốn được tỏ bày nhất. Qua hai tác phẩm, độc giả có thể nhìn thấy được tinh thần cộng đồng được làm nên từ những tình cảm cá nhân giản dị. Tình cảm cá nhân và tinh thần cộng đồng luôn được gắn bó mật thiết. Bởi vậy, mỗi người cần có ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh cống hiến hết mình về một đất nước tươi đẹp, phát triển, trường tồn. Đọc những phần thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Xuân Quỳnh, ta càng thêm trân quý những tình cảm thiêng liêng mà thế hệ trẻ Việt Nam đã không một phút giây băn khoăn lao mình, liều mình vì đất nước. Tôi vẫn còn nhớ một văn hào người Nga đã từng viết rằng: lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. Đó là người Nga yêu nước Nga. Nhưng cội nguồn yêu nước thì vẫn vậy. Hình ảnh lũy tre đầu làng, dòng sông chảy trước nhà, chân ruộng thơm mùi gốc dạ, con cò khoan thai bên dáng mẹ tảo tần làm lúa đều là những hình ảnh rất đỗi quen thuộc với người Việt Nam. Cũng chính vì thế mà hình ảnh ấy đã hằn sâu trong tâm thức rồi hòa quyện với dòng máu nóng chảy trong hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập tự hào. Khi nào từ không nhịp đập từ khi nào không hay. Cứ thế, tình cảm cá nhân ấy lớn dần lên và kết tinh thành tinh thần cộng đồng dân tộc, để rồi tạo nên một đất nước hình chữ S đậm đà bản sắc và phát triển trường tồn mãi muôn đời sau. Được không ạ? Các bạn ơi, một cái kết bài rất là hay. Đây là cái kết bài mà chúng ta đã gặp ở trong cái bộ mở bài và kết bài của chị Hiên thì phải. Chị đã từng hướng dẫn viết các bạn viết cái kết bài kiểu này rồi. Đây là một cái kết bài rất là hay, chị xin phép được đọc lại với các bạn như sau này. Đọc những phần thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và Xuân Quỳnh, ta càng thêm trân quý những tình cảm thiêng liêng mà thế hệ trẻ Việt Nam đã không một phút giây băn khoăn lao mình liều mình vì đất nước. Tôi vẫn còn nhớ một văn hào người Nga đã từng viết rằng: lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất, yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. Đó là người Nga yêu nước Nga. Nhưng cội nguồn yêu nước thì vẫn vậy. Hình ảnh lũy tre đầu làng, dòng sông chảy trước nhà, chân ruộng thơm mùi gốc dạ, con cò khoan thai bên dáng mẹ tảo tần làm lúa đều là những hình ảnh rất đỗi quen thuộc với người Việt, với con người Việt Nam. Cũng chính vì thế mà những hình ảnh ấy đã hằn sâu trong tâm thức rồi hòa quyện với dòng máu nóng chảy trong hàng triệu con tim cùng chung nhịp đập từ khi nào không hay. Cứ thế, tình cảm cá nhân ấy lớn dần lên và kết thành tinh thần cộng đồng dân tộc, để tạo nên một đất nước Việt Nam, một dải đất hình chữ S đậm đà bản sắc và trường tồn mãi mãi. Được không ạ? Các bạn ơi, đây là một trong những cái bài văn mà được trích ra từ trong cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu, từ trong cái bộ tài liệu tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm của chị. Được không ạ? Đây là một cái bài văn mẫu chị mà chị đã đọc cho các bạn, và chị nghĩ là với một cái đề bài ngày hôm nay khi mà chị chia sẻ với các em thì các bạn cũng có thể thấy là chúng ta có thể học hỏi được một cái điều gì đó từ cái bài viết của bạn Mỹ Linh mà chị vừa mới chia sẻ cùng với các bạn. Đúng không ạ? Sẽ còn nhiều những bài văn hay lắm. Và chị hy vọng là sẽ sớm được quay trở lại cùng với các em để chia sẻ với các bạn thêm thật là nhiều những bài văn hay nữa. Và đừng ngại ngần gì mà không ngay lập tức đăng ký khóa học 10 ngày của chị Hiên để chúng ta có thể ôn cùng với nhau thật là nhiều thứ,
thật là nhiều điều ở trong khóa học của chị. Ngày hôm nay, rất cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe phần video clip này, học cùng với chị, nghe một bài văn cùng với chị. Có thể là nó sẽ có những cái điều gì đó chưa hoàn thiện, chưa toàn vẹn đối với các em. Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái mà toàn vẹn ở trong lòng của chị. Thật sự là như vậy, nên là chị muốn chia sẻ cùng với các bạn. Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã lắng nghe phần video clip này. Và chị hẹn gặp lại các bạn ở trong những số tiếp theo của Mỗi Ngày Một Bài Văn Hay các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ thật là ngon. Tạm biệt các em.